Thưa quý vị, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là về thị trường xuất khẩu lâm sản và thủy sản, tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp ước đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong năm qua, một số các lĩnh vực hoạt động của ngành còn một số các tồn tại hạn chế, trong đó thì có vấn đề về khắc phục thẻ vàng lĩnh vực thủy sản chưa đạt được như mục tiêu đề ra. Việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở một số địa phương vẫn gặp khó khăn, khiến cho dịch bệnh vẫn xuất hiện nhiều tháng nay. Nguyên nhân cơ bản là do người chăn nuôi e dè trong việc tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định những tồn tại này sẽ được giải quyết trong năm 2024. Về tình hình dịch tả lợn châu Phi, đại diện Cục Thú y cho biết diễn biến của dịch một phần nguyên nhân do người chăn nuôi chủ quan và chưa quan tâm tới an toàn dịch bệnh. Cùng với đó là việc chậm tiêm vaccine. Tới nay, Việt Nam đã sản xuất được 4,5 triệu liều vaccine, sử dụng được 1,8 triệu liều ở trên 40 tỉnh thành, còn trong kho 2,7 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi. Và năm 2024, sẽ tiến hành các giải pháp quyết liệt để tiêm vaccine mở rộng trên tất cả các tỉnh thành với tỷ lệ tiêm cao hơn. Đây là cái vaccine này là mới được đưa vào sử dụng từ tháng 7, cho nên hầu hết thì các cái địa phương, đặc biệt là các cái cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn đấy, người ta có thấy có mấy lý do này. Một, đấy là cái vaccine này là chưa nằm trong cái danh mục các cái bệnh là phải phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine. Đấy, người ta là cho ra lý do như thế. Hai là bởi vì là cuối năm rồi, cho nên tất cả các cái kế hoạch về mua sắm, đấu thầu sử dụng vaccine để hỗ trợ cho người chăn nuôi ấy, thì nó chưa nằm trong cái kế hoạch. Chính vì thế mà trong cái công điện trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đã yêu cầu các địa phương là trong các cái tháng cuối năm này và đầu năm 2024 này là cần phải xây dựng bổ sung với nội dung đấy là sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi tiêm cho cái đàn heo thịt trong cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ rất là rõ. Còn trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt và xuất khẩu rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian qua, ở một số địa phương có thông tin giá một số loại nông sản xuống thấp. Điều này không có gì bất thường, vì số nông sản bán với giá thấp, đặc biệt là một số loại hoa quả, là do đây là những mặt hàng ở phẩm cấp thấp. Còn trước đó, người sản xuất đã bán các nông sản có giá cao hơn, với chất lượng ở phẩm cấp cao hơn. Do vậy, vẫn đảm bảo cho người sản xuất có lợi nhuận cao. Hiện nay chanh dây ấy, gọi là chanh dây ấy, bán thậm chí 5-7.000 cân. Nhưng cái loại mà khoảng 25.000 một cân để xuất khẩu được sang EU ấy, không có mà mua. Ở đây ấy, để mình nói được là cái chất lượng sản xuất theo cái tiêu chuẩn, cái chất lượng của cái nước nhập khẩu. Đây là một trong những cái rất quan trọng. Kể cả hiện nay với Trung Quốc hiện nay, chúng ta xuất sang thị trường Trung Quốc. Thế nhưng mà nay thị trường Trung Quốc là chất lượng họ khác. Đơn cử như quả sầu riêng. Thì khi chất lượng sầu riêng, khi tất cả bọn chúng tôi ký cái tiêu chuẩn khi xuất sang bên các nước ấy, thì người ta chỉ yêu cầu chủ yếu là kiểm soát về mặt an toàn thực phẩm. Mà trên cái an toàn thực phẩm thì cái quan trọng nhất đó là cái vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm. Còn cái chất lượng ăn nó có ngon hay không ấy, là do cái cảm nhận của mình. Thứ hai, nó do giống. Tất cả cái tiêu chuẩn đấy là do người mua, người ta đặt ra. Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch của Bộ đã ban hành. Trong đó đặc biệt chú trọng khung thời vụ đối với các giống cây trồng. Căn cứ vào tình hình thời tiết được dự báo, các địa phương chủ động đảm bảo nguồn nước tưới, điều tiết nước phù hợp. Cần có giải pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình của ngành nông nghiệp. Nâng cao giá trị các mặt hàng xuất khẩu. Trong đó tập trung vào sản xuất xanh, an toàn, tiết kiệm chi phí đầu vào. Bởi khi tiết giảm chi phí đầu vào chính là đảm bảo cho người sản xuất có lãi, tạo tăng trưởng cho ngành nông nghiệp. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, liên kết là chìa khóa giúp xây dựng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Đối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ chưa có tiềm lực để mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, thì liên kết là sự lựa chọn phù hợp và không thể không thực hiện. Thực tế cho thấy trong hơn 31.000 hợp tác xã trên cả nước có hơn 20.000 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm trên 64% tổng số hợp tác xã cả nước. Nhiều loại hình hợp tác xã liên kết trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo nên các chuỗi liên kết nông sản đa giá trị, bền vững và giảm thiểu rủi ro cho bà con nông dân. Việc liên kết các hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần giúp cho nông dân giảm được chi phí đầu vào bằng việc mua chung vật tư, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy mà việc thúc đẩy quá trình liên kết trong sản xuất là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp. Đây cũng là quan điểm của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan với báo chí gần đây. Nếu 10 đồng mà chi phí 9 đồng thì lợi 1 đồng, bán 8 đồng nhưng mà chi phí 6 đồng, lợi 2 đồng chứ. Đúng không? Thì chúng ta phải tính toán được cả một cái đồng này và cái đồng này. Muốn làm sao mà giảm chi phí? Giảm chi phí nó có hai cái chuyện thôi, một là giảm lượng, hai là giảm giá. Giảm giá, tại làm sao giảm giá được? Giá là do mấy ông đại lý bán. Thì bà con gom lại mua chung đi thì nó giảm được cái rồi. Đúng không ạ? Nhà nước không có một cái quyền năng trong cái cơ chế thị trường là bắt bà con vô hợp tác xã. Nhưng mà nói giờ tại sao bà con không vô hợp tác xã đi mua chung, đúng không? Một câu chuyện rất đơn giản, tư duy hợp tác và hợp tác. Không ai sống một mình, còn một rủi ro. Liên kết lại các cái chuỗi ngành hàng cho nó bền vững, từ tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường, liên kết giữa cái người sản xuất với doanh nghiệp tạo ra thị trường, ứng dụng những cái khoa học công nghệ nó cao hơn nữa. Có những cái nó đông đo đếm được bằng số liệu, nhưng có những cái không đông đo đếm được bằng số liệu. Có thể nó chưa thể hiện được vô cái tăng trưởng năm 2024, nhưng mà cái điều đó để cho năm 2025, đúng không? Liên kết lại một cái chuỗi ngành hàng. Hồi xưa giờ mình cứ đông đo đếm bằng cái kim ngạch xuất khẩu, cái thị trường nội địa chúng ta chưa có một gì đông đo đếm một cách rõ ràng, đúng không? Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước là cũng đều là thị trường, làm sao tiêu thụ được nông sản cho bà con với cái tối ưu giá thôi. Bộ Nông nghiệp đang làm một cái chỉ số, một cái thang chỉ số để đo đếm cái chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Nó bởi vì mình không đo đếm thì mình không cải tiến được. Nhưng mà xưa giờ mình chỉ đo đếm gần như là, một là cái chỉ số tăng trưởng, hai là cái chỉ số kim ngạch xuất khẩu, đúng không? Giờ còn những chỉ số khác chứ. Để thực sự chúng ta đo lường được thu nhập của người nông dân, cái đó mới là cái quan trọng nhất, bởi cuối cùng là người nông dân nó thu nhập của tôi thôi. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức diễn đàn thực trạng sản xuất kinh doanh, đăng ký lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng nông nghiệp, giải pháp phát triển hiệu quả bền vững ngành hàng giống cây trồng Việt Nam, nhằm truyền thông phổ biến rộng rãi các giải pháp kiểm soát giống cây trồng để phát triển bền vững ngành trồng trọt Việt Nam. Tại diễn đàn, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh đã phối hợp với nhiều đơn vị địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhiều lần. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều doanh nghiệp lại không quan tâm. Khi luật trồng trọt đưa vào thực thi, những vướng mắc của doanh nghiệp vẫn tồn tại, dẫn tới nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đó, đáng chú ý là doanh nghiệp cần lưu ý về quy định đặt tên giống cây trồng. Khi một đơn vị tự công bố lưu hành, cơ quan quản lý sẽ đối chiếu thông qua phần mềm quản lý tự công bố lưu hành. Nếu tên gọi đó trùng với tên của giống đã được bảo hộ thì không được chấp nhận. Còn lại phần mềm sẽ tự động chấp nhận theo thứ tự đăng ký, tên giống sau trùng với tên giống trước sẽ bị loại. Cục Trồng trọt nhấn mạnh, về cơ bản trong những năm vừa qua, luật trồng trọt đã đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi những điểm chưa phù hợp trong luật trồng trọt. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ về việc sửa đổi trong năm 2024.